Em xin chào tất cả quý chị các bạn, chào mừng chị quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô được qua sử dụng. Và em là Cảnh, đại diện bán hàng tại Từ Quý Auto, địa chỉ số 95A, đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì xin phép anh chị được lên sóng giới thiệu anh chị về những sản phẩm đang có chương trình ưu đãi hỗ trợ về các thủ tục sang tên chuyển biển cũng như là ưu đãi về mức giá cơ bản. So với điểm trước thì những chiếc xe này em đã có lên sóng qua để anh chị có thể xem qua rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nhá, em xin phép được nhắc lại với những cái sản phẩm để các bác anh chị cùng ngắm qua xem là những cái sản phẩm này có phù hợp với tầm tiền ngân sách hay không. Ở đây thì đang có một chiếc xe mang thương hiệu của nhà xuất Kia. Ngay bên cạnh đây là chiếc xe Kia Seltos, phiên bản máy 1.6 Luxury sản xuất năm 2019. Xe này của em miền tỉnh và chiếc xe được độ gần như là toàn bộ hệ thống nội thất của xe full đồ chơi anh chị nhá. Từ hệ thống phần mặt ca lăng trước này, nội thất bên trong. Thì thời điểm trước thì đang chào bán mức giá là 620, nhưng mà cũng chia sẻ qua với anh chị là tại điểm bây giờ em đang có chương trình hỗ trợ về giá loanh quanh 600 thôi. Bác nào mà cân đối Cerato thì có thể ngắm qua em này, độ full đồ nha anh chị nhá. Phía trong cùng kia là chiếc xe Santa Fe màu bạc sản xuất năm 2013. Xe này của em là mang biển kiểm soát Hà Nội nhá, xe chạy được hơn 6,5 vạn, rất là mới. Tổng thể chi tiết của xe thì đang giữ trong trạng nguyên bản, em đó của em là bản tiêu chuẩn. Thì thời điểm trước đang chào bán là 685 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em đang chào bán mức giá gần như là giá chốt anh chị nhá, 678 triệu đồng cho bác nào nhanh tay cũng như là cân nhắc về một cái sản phẩm có sẵn biển Hà Nội để sử dụng. Ngoài ra, đây là chiếc xe thứ 3 đang có chương trình ưu đãi về giá này. Em này là của em là Santa Fe máy xăng bản đặc biệt sản xuất 2019 nhá, màu xanh. Em này của em là biển kiểm soát của xe là miền tỉnh. Đó, xe thì chạy được là hơn 3,5 vạn km. Sơ bộ qua thì chiếc xe này của em đã được độ mặt ca lăng độ cam 360 đầy đủ. Đó. Xe này đã được chào mức giá là 1,035 triệu đồng anh chị nhá. Và cái sản phẩm thứ tư, đây là chiếc xe Camry. Em này của em là bản 2.0G sản xuất 2019, màu đỏ của Hà Nội, nội thất đen nha anh chị nhá. Xe này của em thì chạy được là gần 3 vạn km. Camry nhập Thái nguyên chiếc màu đỏ, rất tươi tắn. Và với mức giá cơ bản em đã bao gồm chi phí rút hồ sơ nhá. Nếu anh chị nào có nhu cầu về chuyển biển, bấm biển mới thì em bao gồm là chi phí rút hồ sơ luôn cho anh chị. Đó, đang được chào bán mức giá là 1,045 triệu đồng. Gần như là mức giá đưa ra tại điểm bây giờ đang rất là sát rồi, gần như là bằng giá bán rồi. Thì nếu anh nào thiện chí thì có thể alo cho em, liên hệ qua hotline tại cửa hàng để có thể là nhận cái phần giá ưu đãi hơn. Vào cái khung thời gian ví dụ như 8 giờ sáng và 1 rưỡi chiều thì đơn vị của em sẽ có cái bài vệ sinh toàn bộ những dàn xe, những chiếc xe tại ô tô để làm sao để có một cái chất lượng xe nó ở cái vị trí gọi là đẹp nhất, ở cái tầm đẹp nhất để có thể anh chị có thể xem và cảm nhận. Ngay bên cạnh đây là chiếc xe Mazda 6 này, em này của em là bản 2.5 đời 17. Đó, xe màu trắng và chiếc xe này của em biển tỉnh nhá. Đã được độ khá nhiều đồ chơi rồi, bộ mâm này, bên trong khoang nội thất có cam hành trình, trải sàn và mặt ca lăng. Đó, mặt ca lăng 3D. Em này đang được chào bán mức giá là 695 triệu đồng. Đó, xe này của em là Mazda 6 nhá, bản 2.5. Và chiếc xe thứ 6 này, có lẽ là chiếc xe này là chiếc xe cuối cùng đi. Vì những cái ưu đãi này thì có giới hạn về xe thôi, chứ không thể nào mà toàn bộ cửa hàng được. Em này của em là Honda Civic bản G, đời là đời 2019 nhá. Màu trắng, biển tỉnh, xe chạy được là 2,5 km, mới cực kỳ luôn. Em này đang được đưa ra mức giá gần như là giá bán này, 678 triệu đồng cho bác nào nhanh tay. Civic nguyên bản nhá, không độ gì cả. Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà trong chúng ta nhiều ý tưởng để có thể trải nghiệm và độ trên chiếc xe này. Dáng thể thao mà, nhập Thái nhá anh chị nhá, chạy cực kỳ ngon luôn. Đó, ở đâu đó khoảng 6 sản phẩm rồi. Thì ngoài ra với những cái sản phẩm khác thì em đang cũng có những cái chương trình khá là hay. Thì quý anh chị nào quan tâm hay cần tìm thì alo cho em nhá. Cảnh xin cảm ơn anh chị ạ.